Hôm nay mình sẽ làm một clip đó là hướng dẫn cho anh em với cách thay chắn cũ của chiếc Sirius FE. Thì khi nào các bạn nào mà đi chiếc xe mà thấy nó hơi đảo, chao đảo và khó lái, và cái cổ nó sườn sượng, thì đó là cái biểu hiện của cái chắn cổ. Thì với những cái trường hợp mà nó bị nhẹ thì chúng ta chỉ cần nới chắn cổ là xong. Còn với những trường hợp mà nó bị nặng mà khó lái nhiều thì chúng ta phải đục ra thay chắn cổ thôi. Thường mấy cái xe mà xe mới thì nó bị nhẹ thì chúng ta chỉ cần nới ra là xong. Rồi. Anh em mà chỉ cần đè cái đuôi xuống, đè cái đuôi xe xuống, và chúng ta cầm cái cổ chúng ta lắc lắc nhẹ ra. Các bạn kéo qua kéo lại nhẹ thế này mà nghe nó sườn nó cứng lên đó. Đó thì chúng ta đó là cái chắn cổ nó bị có vấn đề rồi, thì các bạn phải tháo ra thay. Thì để thay chắn cổ thì bây giờ mình phải trước mắt tháo hết mấy cái dàn ốc hai bên này, ốc ba ke hai bên này, mặt nạ và hai con ốc mặt nạ mặt dần á, hai ốc phía trước luôn này, rồi mình sẽ tháo ra. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm ha, để thay rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ tháo hết hai bên này luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ tháo cái ốc ba ke của mặt nạ này. Giờ bán luôn con ốc của cái chắn cổ, cái ốc của cái ghi trong, sau đó các bạn tháo luôn mấy ốc heo dầu ra luôn. Bán luôn ốc cổ thôi. Rồi các bạn tháo luôn bánh xe luôn. Sau đó mình tháo luôn cái dây km ra, là rút lên để cho nó dễ làm chắn cổ. Con ốc này là con ốc của dây điện nè anh em ha. Mình tháo luôn cái dây ốc của dây điện để mình khi mình kéo lên cái dây điện nó khỏi đứt dây, có vấn đề nó xúc dây. Tháo cho nó lỏng này vậy là. Rồi sau mình sẽ lấy ghi đông ra. Rồi các bạn lấy cái dây thun hay gì đó chúng ta buộc cái đầu đèn nó nằm một bên cho nó cứng cáp lại. Để mình tháo mình làm cho nó khỏi vướng. Thì cái này mình sẽ dùng cái tiếp mình tháo ra. Còn anh em nào nếu mà làm sửa xe tại nhà, muốn thay tự ở nhà thì chúng ta không có tiếp mình, thì các bạn có thể dùng đồ đóng cũng được. Chúng ta dùng cái gì đóng ra cũng được. Còn đây mình có cái tiếp thì mình tháo cái tiếp ra. Anh em thấy không, cái chắn cổ nó bị lún bi quá trời luôn đó, nó cắn bi nó bị lún sâu vô đó, đó là nó sượng, xe này nó bị quá nặng rồi. Những trường hợp bị nhẹ thì nó sẽ lún nhẹ hơn, còn cái đối với xe này là nó đổ quá nặng, chúng ta lái khó lái lắm. Cái này là các bạn mà đi xe mà lái một tay đảm bảo không vừa lái được, dễ té lắm. Đó là những cái dấu dân bi nó cắn rồi.
Thường thường là cái phần dưới nó hư nhiều chứ còn phần trên này thì ít hư lắm. Đây là cái phần trên nó còn nguyên si. Anh em thấy không? Phần trên nó còn nguyên, còn đẹp. Nó bị nặng nhất là phía dưới á. Lỗng sâu hết. Và bây giờ mình sẽ dùng cái ống tiếp này, mình đục hai cái chén hai đầu hai bên luôn. Đục cái chén này ra. Anh em thấy không? Cái chén này cũng vậy nè. Nát hết luôn rồi. Đó là bây giờ mình sẽ tháo luôn cái chén dưới này. Nó đục ra. Và đây là cái bộ chén cổ mới ha. Bộ chén cổ nó gồm các chi tiết như sau đó. Đây là bộ chén cổ riêng hàng chính hãng nha anh em. Cái chén ở trong chặng 3 thì mình sẽ dùng ống tiếp chúng ta đóng vào. Còn hai cái chén ở trong cái sườn thì anh em cũng đóng vào. Mình ở đây mình có cái cạo nhưng mà mình không cạo. Thì mình hướng dẫn đóng để cho anh em thấy, để các bạn nào không có cạo thì chúng ta tự đóng. Cái này mà anh em lấy cái chén cũ úp vào. Để mà lấy cái chén cũ nha. À đây cái chén cũ nè. Cái chén cũ chúng ta úp lên. Úp lên sau đó anh em lấy cái đồ đóng. Đó. Mà đóng vậy đó. Là nó sẽ dễ vô hơn. Cái trên cũng tương tự vậy ha. Đây nè cái cạo đây. Đây là cái cạo mà hai cạo hai cái chén vào đây. Mình có đầy đủ ha. Cạo dài cạo ngắn cũng có. Nhưng mà cái này mình đóng cho anh em xem để mình áp dụng, anh em nào không có cạo. Đó. Đây là cái chén tinh cũng vậy. Mình đóng hai ba cái cho nó vào xíu rồi chúng ta lấy cái chén cũ của nó cũng úp lên luôn. Thay chén cổ này cũng rất đơn giản nhanh nè. Thì bạn nào mà xem xong clip này là cái xe mình đó là tự làm được hết á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chúng ta bôi mỡ rồi giờ hết đây ha. Bạn nhớ bỏ cho đúng cái chiều của nó, bỏ nằm ngửa ra, không nằm ấp lại ha. Và anh em thử luôn cái này cho mình nha. Thử cái nó có lỏng lưng không? Nó có rơ ngang không nha. Nếu như trường hợp mà cái chén này mà nó rơ ngang, nó lỏng lưng á, thì anh em dùng cái đồ băm cái vị trí của cái chén này. Chúng ta băm sơ ra cho nó hơi già một xíu á. Tại vì nó hơi non, hơi lỏng thì chúng ta băm ra. Cái trường hợp này nếu mà nó lỏng là chúng ta mỗi lần tháng là nó kêu cộp ha, tháng là nó kêu. Còn đối với cái xe này thì nó chưa bị gì hết. Bây giờ mình sẽ ráp luôn vào ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khi ráp chán cổ thì chúng ta bạn siết vào đó, thì chúng ta đạp cái đầu của bò chúng ta kéo, có nghe cái kêu gì không, chúng ta kéo cầm hai cái phục chúng ta kéo tới cái lùi còn có lắc không, nếu như nó lỏng thì nó sẽ phát ra tiếng kêu. Bây giờ mình sẽ giữ cái dưới và chúng ta siết cái trên. Và khi bạn giữ cái dưới thì bạn siết cái trên, siết vào. Mà mình siết vô xong mà bạn thấy cái chán cổ mà nó hơi sượng, hơi cứng á, hơi cứng quá thì chúng ta giữ cái trên, chúng ta nới cái dưới ra. Các bạn nhớ ha, nếu mà cảm thấy mình siết nó cứng quá, chúng ta quay qua lại mình thấy hơi nó cứng á, thì các bạn hãy giữ cái nguyên cái trên và chúng ta sẽ nới cái dưới. Tại vì mình nới cái dưới là mình vừa nới ra mà vừa cứng cổ luôn á, nới ra để cho nó siết chết luôn. Rồi các bạn, nếu mà chúng ta canh mà thấy nó chuẩn, nó nhẹ tay rồi thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ siết cứng hết lại ha. À, như vậy chán cổ như thế này là nhẹ rồi. Chúng ta siết chết, chúng ta canh làm sao mà nó vừa nhẹ tay à, thì anh em đừng có siết cứng quá. Khi mà siết cứng quá rồi nó xảy ra cái hiện tượng sau này chán cổ nó sẽ nhanh bị thủng, bị nó sẽ cắn thủng. À, bây giờ mình sẽ ráp luôn mấy cái này vào. Đó, cái công việc còn lại thì ráp vào thì cũng giống như lúc ban đầu anh em tháo ra thôi. À, rất đơn giản. Ở cái video của mình thì đến đây cũng sắp kết thúc ha. Ở anh em nếu mà xem video thấy hay thì hữu ích thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ ha. Rồi chào tất cả các anh em nha.